ngày 30 tháng 7, ông Nguyễn Xuân Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu của vụ cháy xuất phát từ sự cố chập điện trên tàu cá mang số hiệu NA99696TS gây cháy, sau đó lửa cháy lan sang nhiều tàu cá khác. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 28 tháng 7, tàu cá NA99699TS do ông Bùi Xuân Sinh, trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, làm chủ, đang neo đậu tại cảng cá Lạch Quèn, bất ngờ bốc cháy dữ dội. Hậu quả làm 5 chiếc tàu cá bị thiêu rụi, không thể sửa chữa được. Ước tính thiệt hại trên 45 tỷ đồng và nhiều chiếc khác bị hư hại nhẹ. Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo cơ quan chức năng xã Sơn Hải và xã Quỳnh Long kêu gọi vận động, ủng hộ giúp đỡ các chủ tàu cá bị cháy. Bước đầu, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã hỗ trợ mỗi tàu bị cháy số tiền 20 triệu đồng. Ngày 29 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy đã ký văn bản gửi Ban Quản lý Dự án Thăng Long yêu cầu khắc phục triệt để sự cố ngập nước đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và kiểm điểm trách nhiệm cá nhân tập thể liên quan. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thăng Long chủ trì phối hợp với đơn vị vận hành, nhà thầu thi công tư vấn, các cơ quan địa phương xử lý triệt để nguyên nhân sự cố, bảo đảm ổn định lâu dài đúng yêu cầu kỹ thuật của dự án, báo cáo kết quả trước ngày 3 tháng 8. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý Dự án Thăng Long kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan, đặc biệt là tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra. Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thăng Long phải nghiêm túc triển khai và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trong việc thực hiện các yêu cầu nêu trên. Ngày 29 tháng 7, Ban Quản lý Dự án Thăng Long, đại diện chủ đầu tư dự án đã có báo cáo nhanh tình hình ngập trên tuyến đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Bình Thuận, khiến xe cộ bị ùn tắc kéo dài. Theo đó, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận liên tục có mưa lớn kéo dài. Đến khoảng 4 giờ 30 phút ngày 29 tháng 7, nước đã ngập trên tuyến đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết tại khu vực km 25+419, với chiều dài 100m, điểm ngập sâu nhất khoảng 70cm, xe cộ không thể lưu thông được. Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị quản lý tuyến đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đã dùng xe chuyên dụng để ứng cứu các phương tiện bị ngập nước, đồng thời bố trí lực lượng túc trực tại chỗ để hướng dẫn điều hành đảm bảo giao thông. Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, đoạn đường này đã hết ngập, các phương tiện lưu thông bình thường. Tuy nhiên, hiện khu vực tỉnh Bình Thuận vẫn tiếp tục có mưa lớn. Nhiều tài xế lo ngại tình trạng ngập sẽ tiếp diễn. Ngày 29 tháng 7, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang cho biết, mưa lớn trong những ngày qua đã làm gần 5.000 hecta lúa tại địa phương bị thiệt hại, trong đó có 3.600 hecta lúa hè thu sắp thu hoạch và hơn 1.300 hecta lúa thu đông vừa xuống giống. Tại Kiên Giang, do ảnh hưởng bão số 2 trong ngày 29 tháng 7, chính quyền và ngành chức năng ở địa phương yêu cầu toàn bộ tàu thuyền từ đất liền đi các đảo Kiên Hải, Phú Quốc, Kiên Lương, Hà Tiên và ngược lại phải tạm dừng hoạt động. Hành khách đặt vé trước được các đơn vị khai thác tàu hỗ trợ giữ vé chuyển ngày hoặc trả lại vé. Mưa lớn cũng khiến nhiều du khách bị kẹt lại ở thành phố Phú Quốc. Một số du khách đã di chuyển bằng đường hàng không. Trong ngày 29 tháng 7, ngành du lịch tỉnh Kiên Giang cũng kêu gọi các doanh nghiệp kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn ở thành phố Phú Quốc hỗ trợ suất ăn, giảm tiền phòng cho du khách. Mưa lớn liên tục trong hai ngày 28 và 29 tháng 7 còn làm nhiều tuyến đường ở thành phố Rạch Giá, Kiên Giang bị ngập, có nơi bị ngập sâu hơn 0,5 mét. Ngập úng cục bộ cũng xảy ra ở khu vực ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương và khu vực xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc. Chiều ngày 29 tháng 7, theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, khoảng 36.000 khán giả đã đội mưa tham dự đêm diễn của 4 cô gái đến từ Hàn Quốc. Khán giả chủ yếu là các bạn trẻ với trang phục hồng đen, màu sắc đại diện cho nhóm nhạc nữ K-pop, đồng thời trang bị các vật phẩm như băng rôn, áp phích và quạt mini. Đúng vào giờ biểu diễn, cơn mưa lớn tạnh hẳn làm cho màn trình diễn của các cô gái đến từ Hàn Quốc thêm sức nóng. Trên sân khấu, 4 thành viên Blackpink tương tác với khán giả bằng nhiều hành động, biểu cảm như thả tim, tạo ký hiệu trái tim. Sau các ca khúc quen thuộc cùng vũ điệu quyến rũ, nhóm nhạc Blackpink bước vào phần giao lưu cùng khán giả và gửi lời chào bằng tiếng Việt, xin chào Việt Nam, khiến khán giả vỡ òa. Hà Nội là điểm dừng chân cuối cùng của nhóm tại châu Á, trong khuôn khổ tour lưu diễn toàn cầu Blackpink. Đêm diễn thứ hai dự kiến có khoảng 31.000 người.
Ngày 30 tháng 7, lực lượng chức năng xã Buôn Triết, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng người dân tiếp tục gia cố lại đoạn đê bao sông Karong Anna, đoạn qua xã Buôn Triết, huyện Lắc, Đắk Lắk để cứu hàng nghìn hecta lúa đang giai đoạn làm đồng. Tại cánh đồng Mê Linh 2, xã Buôn Triết, hàng chục người dân và lực lượng chức năng huy động máy móc đang tích cực khắc phục những đoạn đê bao bờ sông Karong Anna bị vỡ, ngăn nước tràn vào ruộng lúa. Nếu đê bao bờ sông bị vỡ thì toàn bộ hơn 2.000 hecta lúa của cánh Buôn Triết sẽ bị mất trắng. Do đó, người dân ai cũng cấp tập cứu đê, quên cả ăn trưa. Có mặt tại hiện trường, ông Bùi Mạnh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Buôn Triết, huyện Lắk cùng chung tay cùng người dân be bờ, khắc phục đê. Ông Hải cho biết, trong những ngày vừa qua, mưa lớn làm nước sông Karong Anna dâng cao gây ngập một số khu vực. Tại đoạn sông chảy qua địa bàn, xã Buôn Triết cũng bị vỡ đê bao 3 đoạn với chiều dài hơn 150m. Sau khi xảy ra sự cố, chính quyền phối hợp với người dân để đào đắp bờ đê, tạm thời giữ mực nước không tràn vào ruộng. Ông Nguyễn Tiết Quang, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Lắk cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, mưa lớn và nước từ các lưu vực sông suối đổ về, khiến mực nước sông Karong Anna dâng cao gây ngập hơn 750 hecta lúa hè thu. Trong đó, 3 xã bị ngập nhiều nhất là xã Buôn Triết bị ngập hơn 320 hecta, xã Đắk Liên ngập 268 hecta và xã Buôn Ría ngập 106 hecta. Dự kiến trong những ngày tới sẽ còn mưa lớn, nước sông tiếp tục dâng cao. Để ứng phó với việc ngập úng, Ủy ban Nhân dân huyện đã đề nghị các địa phương kịp thời vận động người dân khắc phục sự cố, chủ động di dời người dân đến nơi an toàn.